Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, những chiếc xe công nông, xe tự chế thường được gọi là xe 50, không còi, không đèn, không đăng ký, không kiểm định và không bằng lái, nhưng vẫn hàng ngày lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Mặc dù đã có quy định cấm từ cách đây nhiều năm, tuy nhiên, hiện nay trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là các tuyến nông thôn, vẫn có thể dễ dàng bắt gặp các phương tiện này những chiếc xe công nông, xe tự chế hay thậm chí là xe tải hạng nhẹ, chất đầy nông sản, dơm dạ, cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 chiều cao của xe, che khuất tầm nhìn của nhiều người tham gia giao thông và chính người điều khiển xe. Nguy hiểm hơn là làm thay đổi trọng tâm của xe, hạn chế thao tác của người điều khiển phương tiện khi gặp tình huống phát sinh trên đường, nguy cơ cao dẫn đến lật xe. Bên cạnh đó, do có tốc độ chậm, những phương tiện này thường lưu thông vào phần đường dành cho xe hai bánh, khiến người điều khiển phương tiện phải nhường đường hoặc phải lấn vào làn đường bên ngoài để vượt. Tất cả đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Thế nhưng, bất chấp lệnh cấm, hiện nay những phương tiện như vậy vẫn hàng ngày lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt là vào các mùa thu hoạch, một phần nguyên nhân do sự thiếu kiểm tra, xử lý quyết liệt từ phía các cơ quan lực lượng chức năng. Phần cuối chương trình chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 11 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 1 vụ, số người chết giảm 5 người, số người bị thương tăng 2 người. Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do không chú ý quan sát, 4 vụ do không giữ khoảng cách an toàn, 5 vụ do không nhường đường, một vụ do không đi bên phải chiều đi, một vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn và một vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.312 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.394 trường hợp, trong đó không đổi mũ bảo hiểm 537 trường hợp, với tổng số tiền phạt gần 780 triệu đồng, tạm giữ 278 xe ô tô, xe gắn máy, tước giấy phép lái xe có thời hạn 75 trường hợp. Mục điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.